Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp liên quan đến dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hùng Vương, Yên Bái, Lê Hồng Phong, Thái Phiên trên địa bàn quận Hải Châu. Qua công tác kiểm tra thực tế trên các tuyến đường trung tâm quận Hải Châu, đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý sử dụng vỉa hè của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá việc sử dụng vỉa hè trên địa bàn quận hải châu vẫn còn nhiều hạn chế như hạ tầng bãi giữ xe còn thiếu vỉa hè xuống cấp hệ thống cây xanh chưa đầu tư tương xứng công tác quản lý chưa triệt để các đại biểu đề xuất các ngành chức năng cần thường xuyên xử lý vi phạm trong việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè đậu đổ xe sai quy định xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông khảo sát để sớm đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước một số tuyến đường đã xuống cấp trong năm 2022, lực lượng chức năng địa phương đã xử phạt 107 trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè, thu nộp ngân sách nhà nước gần 182 triệu đồng. Thời gian tới, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận Hải Châu phối hợp sở giao thông vận tải khảo sát, đánh giá để tạo sự đồng bộ trong cảnh quan vị hè, đặc biệt là dành không gian cho người đi bộ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vị hè, kịp thời phát hiện xử lý các hư hỏng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường, ra soát kiểm tra công tác cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để tuyên truyền, quảng cáo bảo đảm mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông.